Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Tý Long. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tập kỹ thuật với máy dành cho người mới bắt đầu. Và các bài tập kèm theo. Nếu bạn tập luyện đúng cách, các bạn có thể tiến bộ rất nhanh, vì ngoài huấn luyện viên ra thì chỉ có máy mới đưa bóng tốt và chuẩn xác để cho bạn tập. Khi mới bắt đầu làm quen với môn bóng bàn và làm quen với máy bóng bóng thì các bạn chủ yếu là tập thao tác cho chân và hông chúng ta phối hợp và xoay chuyển nhịp nhàng. Tay lúc này chúng ta làm sao đẩy bóng đi càng thẳng càng tốt. Các bạn cứ cảm giác cơ thể của mình trong quá trình tập và làm sao đánh vào bàn càng nhiều càng tốt, cứ nhịp nhàng nhẹ nhàng. Các bạn đừng dùng sức nhiều vì nó không hiệu quả, dễ dẫn đến sai kỹ thuật và hình thành thói quen xấu. Sau khi đã quen và các bạn cảm thấy cơ thể mình đã nhuần nhuyễn thì lúc này chúng ta có thể tập gập tay, gập hiểu tay phát lực. Sau khi các bạn đã làm quen với thao tác gập tay thì các bạn có thể điều chỉnh tốc độ của máy bắn bóng lên và chúng ta phối hợp cơ thể thật nhanh kết hợp với đánh tay, thì lúc này là mức độ của vận động viên chuyên nghiệp. Đến bài tập di chuyển 2 điểm thì khi các bạn mới bắt đầu làm quen thì cũng giống như các bạn đánh 1 điểm. Làm sao chúng ta phối hợp nhịp nhàng chân, hông, xoay chuyển, di chuyển và luôn luôn là phải đủ bộ. Tay lúc này chúng ta chỉ là nhiệm vụ đẩy trái banh đi càng thẳng càng tốt. Các bạn cứ kiên trì tập luyện với máy theo cách của tôi để tạo cho các thao tác kỹ thuật thành thói quen, thành phản xạ tự nhiên của cơ thể. Khi đó tự động các bạn sẽ tăng tốc độ và phát lực rất dễ dàng. Và cũng tương tự như vậy, khi các bạn đã cảm thấy thao tác quen thuộc thì các bạn có thể chỉnh tốc độ của máy lên và lúc này thao tác phối hợp toàn bộ cơ thể của chúng ta, chân, hông, tay, tốc độ nhanh. Bạn, nếu các bạn thấy hay xin hãy cho tôi một like và đừng quên bấm subscribe để theo dõi series về video hướng dẫn tập luyện với máy bắn bóng từ cơ bản đến nâng cao. Nếu các bạn cần mua máy bắn bóng và cần mua thêm bóng để tập luyện tại nhà thì các bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0909423006 thì tôi sẽ lựa chọn và mua giùm các bạn là loại tốt nhất. Tôi chỉ mua đi bán lại để kiếm thêm sau những giờ dạy cực nhọc. Xin chào tạm biệt các bạn.